Xin chào các chàng trai và các cô gái đáng yêu của nhà Solista. Cho những bạn nào lần đầu tiên biết đến Solista thì chúng mình là một nhóm những bạn trẻ đam mê tìm hiểu và mong muốn hướng cộng đồng skincare tới làn da căng bóng đúng chuẩn Hàn Quốc. Và lại là mình, Ngọc Diệp đây, người sẽ đồng hành với các bạn trong video lần này. Chủ đề ngày hôm nay thì Diệp cá chắc rằng là các bạn sẽ rất là quan tâm, thậm chí là ai cũng sẽ mắc phải một lần trong đời rồi, và Diệp cũng không là ngoại lệ. Mặc dù này nói thật là Diệp nhiều khi còn không muốn nhắc lại luôn ấy. Và chủ đề ngày hôm nay thì sẽ là dưỡng da cho tuổi dậy thì. Đây cũng sẽ là một trong những cái giai đoạn quan trọng, bước đầu tiên cũng như là để chọn cho các bạn những cái sản phẩm phù hợp trong khoảng thời gian này nhá. Thực ra thì cái việc nổi mụn sẽ là điều rất đỗi bình thường trên làn da của chúng mình. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn sử dụng sai cách hay là dùng sai sản phẩm thì sẽ dẫn đến là cái tình trạng mụn nó sẽ bị nghiêm trọng hơn. Và ngày hôm nay Diệp ở đây cùng với các bạn để chọn ra những cái sản phẩm phù hợp này, cũng như là sắp xếp kết hợp một routine phù hợp cho các bạn. Và các bạn hãy cùng Diệp bắt đầu ngay nha. Trước khi có biện pháp với đống mụn này thì chúng mình sẽ cần biết được nguyên nhân là chúng đến từ đâu. Hai nguyên nhân chính, yếu tố từ bên trong đó chính là vi khuẩn P. acne sống ở trong nang lông và nội tiết tố hay còn gọi là hormone. Ngoài ra thì Diệp sẽ bổ sung thêm một yếu tố từ bên ngoài, đó chính là chế độ sinh hoạt, ăn uống của chúng mình hàng ngày nha. Ai trong chúng mình thì cũng sẽ trải qua cái giai đoạn là dậy thì này, và đây cũng sẽ là cái giai đoạn đầu tiên trong cái sự thay đổi hormone. Và mọi người cứ hình dung là khi mà cái hormone này nó thay đổi sẽ sản xuất ra rất là nhiều dầu thừa này, bã nhờn, và từ đấy thì sẽ kiểu gây bít tắc lỗ chân lông của chúng mình, và đây cũng sẽ là một cái nguồn thức ăn duy nhất của vi khuẩn P. acne và sẽ khiến cho tình trạng da mụn của chúng mình bị bùng phát và kinh khủng hơn. Còn những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ như là chúng mình ngủ muộn này hay là ăn đồ ngọt rồi cay nóng thì nó cũng sẽ khiến cho cái tăng tiết bã nhờn rồi làm cho cái lỗ chân lông của chúng mình bị ứ đọng cái da chết. Và Diệp biết rằng là cái thói quen này nó rất khó để bỏ mọi người ạ, nhưng mà dù sao thì chúng mình cũng vẫn cần có một làn da đẹp hơn là một cái thói quen xấu như này, đúng không? Thế nên là mọi người hãy thay đổi nha. Trước khi mà đến với cả routine mụn thì Diệp muốn mọi người biết là cái tình trạng da của mọi người đang gặp phải vấn đề mụn gì này, thì Diệp sẽ đưa ra hai cái nhóm mụn thường gặp nhất, đấy chính là nhóm mụn không viêm thì sẽ bao gồm có mụn đầu đen, đầu trắng, mụn cám hay là những cái mụn ẩn trên da. Còn những cái nhóm mụn viêm thì sẽ có như là mụn trứng cá này, mụn bọc, mụn đinh dâu nha. Với nhóm mụn không viêm, các bạn tham khảo các thành phần axit tẩy tế bào chết hóa học như là AHA, BHA, kết hợp thêm các sản phẩm dưỡng da cơ bản, như vậy là đã đủ để cải thiện tình trạng bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa hình thành nệm mụn rồi. Còn đối với nhóm mụn viêm thì chắc chắn sẽ cần phải đến những cái thành phần kháng viêm mạnh mẽ hơn như một số những cái tên quen thuộc như là adapalene và azelaic acid. Một vài hoạt chất khác các bạn cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để có hướng điều trị đúng, đặc biệt là thuốc kê đơn nha. Dù là sử dụng thành phần nào đi chăng nữa thì Diệp khuyên là chúng mình nên dùng từ tần suất nồng độ thấp cho đến cao này, và nên dùng với một cái tần suất phù hợp, ví dụ như là 1 đến 2 lần một tuần để cho da quen, và sau đấy thì sẽ tăng tần suất lên nha. Diệp biết là trong cái thời gian bị mụn ý, thì mọi người sẽ rất là cuống, thậm chí là kiểu ai giới thiệu sản phẩm nào thì mọi người cũng sẽ mua. Đôi khi thì cái kết quả nó cũng sẽ không được như mong đợi đâu. Và với cả cái tình trạng mà da tăng tuổi dậy thì nhá, vừa yếu này, vừa nhạy cảm, thì cái việc chọn sữa rửa mặt hay là chọn những cái sản phẩm trong routine nó cũng rất là quan trọng. Nên tập trung vào những cái sản phẩm dịu nhẹ, lành tính nhưng mà sẽ vẫn có tác dụng là cải thiện tình trạng mụn trên da. Và ngày hôm nay Diệp ở đây để gợi ý cho mọi người một cái routine lành tính và cải thiện rất là tốt nha. Đầu tiên thì chắc chắn sẽ là sữa rửa mặt rồi, và Diệp chọn bạn sữa rửa mặt Burrito Defense Barrier pH Cleanser. Bạn này thì sẽ có chứa rất là nhiều những cái chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc từ dừa như là coco betaine, và sẽ giúp làm sạch sâu da mà không hề gây khô da khi mà chúng mình sử dụng nhá. Ngoài ra thì bạn này thì sẽ có thêm tinh chất tràm trà và sẽ có một cái mùi thơm tràm trà đặc trưng luôn, rất là thư giãn. Và khi mà dùng ý thì mặc dù là sữa rửa mặt là những cái sản phẩm rửa trôi, nó sẽ không có quá là nhiều tác dụng trên da của chúng mình, nhưng mà như mọi người cũng đã biết thì tràm trà sẽ có tác dụng là giúp kháng viêm, từ đấy thì cũng sẽ cải thiện cái tình trạng mụn của chúng mình được đáng kể nha. Bạn này thì sẽ có chất gel là mùi thơm đặc trưng của tràm trà. Sau khi mà làm sạch với nước thì Diệp thấy rằng là bạn này có độ xốp mềm, không kiểu bọt mịn hay là kiểu nhiều bọt quá đâu. Và sau khi rửa thì Diệp thấy rằng là bạn này ẩm, không có gây khô da như là những cái loại sữa rửa mặt khác trên thị trường. Tiếp đến thì Diệp sẽ sử dụng toner Eden Tree Green Tea Toner. Bạn này thì thực ra là có nhiều bạn cũng sẽ nghĩ rằng là toner là một cái bước vô thưởng vô phạt, nhưng mà đối với Diệp thì Diệp thấy rằng là toner kiểu nó không chỉ là một bước cấp ẩm đâu mọi người ạ, mà nó sẽ còn như là một bước đệm đối với những cái làn da mà sử dụng treatment. Như thế thì sẽ hạn chế được cái tình trạng là da bị kích ứng khi mà sử dụng acid hay là những cái hoạt chất mạnh này. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn trong độ tuổi dậy thì mà các bạn kiểu muốn giảm bớt cái chi phí trong routine thì có thể bỏ qua được cái sản phẩm này nha, không cần thiết.
Diệp chọn Green Tea Eastern Tree Toner vì vừa kháng viêm tốt này, vừa kiềm dầu hiệu quả mà lại không bị ẩm trên da quá nha. Bạn này thì sẽ có hai cách sử dụng, là mọi người có thể cho lên tay và vỗ đều lên da, hoặc là các bạn muốn sạch hơn thì có thể dùng bông tẩy trang để lau. Tuy nhiên thì với những cái bạn mà da đang bị sưng viêm hoặc là mưng mủ thì Diệp khuyên là mọi người nên vỗ thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu như mà các bạn nào mà vẫn muốn sử dụng bông ấy thì mọi người nên lau nhẹ nhàng thôi nhá. Về kết cấu thì Diệp thấy bạn này đậm màu hơn so với bản cũ chút xíu, nhưng mà về độ thấm thì hoàn toàn như nhau, không bị vệt nâu trên da. Mùi thơm lá trà nguyên chất dễ chịu vô cùng luôn. Diệp phải dùng mấy chai bạn này rồi mà vẫn cảm thấy rất là thích. Để tăng thêm cái hiệu quả trị mụn thì Diệp sẽ sử dụng bộ đôi tinh chất đến từ nhà Kick & Go Just. Trong đó thì sẽ có Perfectly Clear và Bee Balm. Hai bạn này thì không phải là Diệp tự nghĩ ra đâu, mà đây cũng sẽ là một cái combo mà hãng khuyên chúng mình nên sử dụng, đặc biệt là những cái bạn mà đang sở hữu làn da dầu mụn nhé. Đầu tiên thì sẽ là Perfectly Clear. Bạn này thì sẽ sở hữu tới 2% salicylic acid, hay còn gọi là BHA. Cái thành phần này thì nó sẽ hoạt động mà sâu trong lỗ chân lông và giúp tẩy tế bào chết này, cân bằng lượng dầu trên da. Bạn này thì sẽ còn có một thành phần nữa, đấy chính là allantoin. Và Diệp phải nói thật với mọi người là khi dùng bạn này, Diệp không cảm giác là da mình bị kích ứng tí nào cả. Đối với những cái làn da nhạy cảm thì các bạn có thể dùng tuần 1 đến 2 lần, còn nếu như mà quen hơn thì có thể dùng 3, 4 thậm chí là hàng ngày. Nói chung là các bạn nên lắng nghe làn da của mình nhé. Về Bee Balm thì bạn này thì sẽ chứa 10% niacinamide kết hợp với cả zinc CPCA. Thì cái bộ đôi này thì sẽ làm một cái bộ đôi kháng viêm, ngăn ngừa cái tình trạng vi khuẩn gây mụn. Và ngoài ra thì niacinamide sẽ còn có thêm một cái những cái tác dụng nữa, như là dưỡng sáng này, mờ thâm và cải thiện kích thước của lỗ chân lông. Sau khi sử dụng BHA thì Diệp sẽ dùng luôn Bee Balm để tăng hiệu quả trị mụn cũng như là kiềm dầu, cải thiện lỗ chân lông. Cả hai tinh chất này thì sẽ đều có chứa thành phần là sarcosin, có nguồn gốc từ axit amin, giúp điều tiết quá trình sản xuất dầu thừa, hỗ trợ thu nhỏ kích thước lỗ chân lông. Vậy nên thì cái bộ đôi siêu đẳng này không chỉ dành cho những cái làn da bị mụn, mà những cái làn da mà có nhiều dầu hoặc là lỗ chân lông to thì các bạn hãy tham khảo nhé. Trong cái routine trị mụn thì Diệp ưu tiên chọn những cái dòng kem dưỡng mà có khả năng phục hồi làm dịu da này, không gây bít tắc lỗ chân lông, và đặc biệt là phải là chất kem là dạng gel cream thì nó sẽ thẩm thấu nhanh trên da của chúng mình hơn. Dạo gần đây thì Diệp rất hay sử dụng đến Emburito Add-in Calming Gel Cream. Em này thì Diệp rất thích bởi vì bảng thành phần có yến mạch này, squalene và beta glucan. Đây sẽ là những cái thành phần làm dịu da mà lại còn phục hồi cấp ẩm cho da của chúng mình nữa. Em Add-in Calming này thì sẽ có dạng gel cream màu trắng trong, kết cấu mỏng nhẹ, ẩm vừa phải, không gây nặng mặt da. Da dầu hay da hỗn hợp thì đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt là sau khi peel, nếu như bong da mà không muốn chọn những cái dòng kem dưỡng quá dày mà vẫn muốn phục hồi thì mọi người có thể cân nhắc em này nhé. Và cuối cùng thì Diệp sẽ sử dụng chấm mụn của Real Barrier Control T Spot Gel. Bạn này thì sẽ có sở hữu thành phần là tinh dầu tràm trà, giúp làm dịu cũng như là gọn giảm sưng viêm tại chỗ. Tích trở dạng gel khô nhanh, các bạn đều chấm một lượng dày để mụn được gom khô cối nhanh hơn và giảm sưng viêm hiệu quả. Vậy là Diệp đã giới thiệu toàn bộ routine trị mụn ở tuổi dậy thì rồi. Routine này thì không chỉ là cải thiện mụn đâu, mà sẽ còn có khả năng là chống oxy hóa, dưỡng sáng da, hoặc những làn da đang muốn ngăn ngừa tình trạng mụn thì đều có thể sử dụng được, đặc biệt còn rất kinh tế nữa. Nếu như mà có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc về chủ đề xoay quanh về mụn này, hoặc là những cái sản phẩm trong routine, thì mọi người hãy comment ở phía dưới để chúng mình cùng giải đáp những thắc mắc nha. Đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube của Solista để đón nhận được nhiều thông tin hữu ích, và hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye.